Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lời của Chúa quý giá hơn vạn đồng tiền vàng. Ngày hôm nay, một chỉ vàng có thể là khoảng 2.000 đô Mỹ, một cây vàng. Nhưng mà lời Chúa gấp 10.000 lần. Và do đó hôm nay nếu chúng ta để ý lòng của chúng ta nghe lời Chúa trong suốt 2 ngày này, chỉ một lời của Chúa có thể thay đổi số phận của quý vị. Cùng hướng lòng của Chúa và mở lòng ra, nói Chúa sẽ nói phán với con. Con hạ mình trước lời của Ngài. Sức dầu trên lời của Ngài, sức dầu trên lỗ tai của con, sức dầu cho tấm lòng của con, sức dầu tâm trí con. Hãy nói với Chúa. Chúa cha, con chỉ là đầy tớ của Ngài. Ngài đã gọi con, Ngài đã chọn con từ một người không ra gì để được vinh hạnh là một tôi tớ của Chúa. Một đặc ân mà không bao giờ con có thể nghĩ được cho đến ngày hôm nay. Và thưa Chúa, bởi vì con là tôi tớ của Ngài, con chỉ muốn nói những gì từ nơi lòng của Ngài, từ dân sự của Ngài. Con muốn nói những gì mà Ngài muốn nói với con, thì con giải bài cho dân sự Chúa, để họ hiểu được tấm lòng của Ngài, họ hiểu được ý muốn của Ngài, họ hiểu được những chương trình, những gì mà Ngài đang dành sẵn cho cuộc đời của họ. Thưa cha thánh, con cầu nguyện xin Chúa làm ơn trên con, trên tất cả tôi tớ của Chúa và dân sự Chúa có mặt ngày hôm nay. Để chúng con khám phá những gì quyền nhiệm mà Ngài đã giấu, không phải Ngài giấu khỏi chúng con mà Ngài giấu để dành cho chúng con. Bởi những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng chưa nghĩ đến thì Đức Giê-hô-va đã sắm sẵn, đã dành sẵn, Ngài dành sẵn cho chúng con rồi. Khi chúng con hiểu được, khi con yêu mến Ngài và bước đi trong lẽ thật của Ngài. Cảm ơn Chúa, con dân từ giờ này chúng ta Chúa và trong danh đại quyền của Jesus Christ và cậy quyền năng của chúng ta trói buộc tất cả những thế lực tối tăm, những công việc của nào của các ác linh, những bùa chúa bói khoa tà tật tờ thần tượng, ta trói buộc tất cả chúng bay lại và cấm chúng bay cho hoạt động trong giờ này trong danh của Chúa. Ta công bố quả vụ tất cả mọi người chúng ta trong dòng huyết của Chúa, những người thân của chúng ta, những người gia đình của chúng ta, tài sản của chúng ta và tất cả điều gì thuộc về chúng ta được giấu kín trong nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao. Hallelujah. Và Chúa ơi, con công bố rằng bắt đầu hôm nay, từ giây phút này, khi Chúa con trở về qua suốt hội đồng này, dân sự Chúa thấy được những điều diệu kỳ mà ý của Đức Trời làm cho họ mà thôi. Còn cảm ơn Ngài, Chúa hiệp nhau cầu nguyện trong danh của Jesus Christ. Amen. Quay qua người cái bên, thật là phước hạnh ở trong nhà Chúa và thật là phước hạnh khi nghe lời của Chúa. Ok, xin chúng ta cùng an tọa. Đọc cùng tôi câu của Thánh tại đây. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20. Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin và suy tưởng. Nào lắng nghe câu Kinh Thánh này. Câu Kinh Thánh này có phải Chúa làm không? Không. Chúng ta làm, nhưng mà Chúa tác động trong chúng ta. Quý vị phải hiểu được câu Kinh Thánh này rất là quan trọng. Quý vị làm công việc sức của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời làm bởi quyền năng của Ngài làm việc qua quý vị đến nỗi ngoài sự suy tưởng của quý vị. Có nghĩa là quý vị là những người làm việc siêu nhiên. Phim tập, phim trưởng, phim tàu ăn một cái gì đó vô, tự nhiên mạnh lên. Trưởng một cái người ta bay vòng 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 vòng. Superman, tất cả Spider-Man uống một cái gì đó, chích một cái gì đó vô người, trở nên mạnh. Nhưng mà chúng ta có một quyền năng siêu nhiên, và quý vị cần phải khám phá điều này. Quay qua người cái bên, hãy khám phá quyền năng siêu nhiên của Chúa dành cho mình.
Một số con cái Chúa đang nghe gì tôi nói ngày hôm qua. Tôi muốn nhấn mạnh đến một điểm rất là quan trọng mà nhiều người chúng ta không có được hiểu đến. Và có một số tôi tớ của Chúa thường làm, đó là họ dường như họ là Superman. Và khi mà mình đến với họ thì họ cầu nguyện chúng ta lành bệnh, được khỏe, cho nên chúng ta chạy theo những con người đó. Nhưng mà tôi muốn nói với chúng ta ngày hôm nay, mỗi người chúng ta đều có thể là siêu nhân nếu chúng ta được hiểu được lẽ thật này. Amen. Chúng ta không cần phải kiếm người này, kiếm người kia, nhưng mà người ta sẽ chạy đến tìm kiếm chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời Isaac, Đức Chúa Trời của David, Đức Chúa Trời của Eli, Elise đều là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta gọi Ngài là Cha. Và đây một cái đặc ân vô cùng lớn lao mà nhiều con cái Chúa, tin Chúa không hiểu được cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời là gì. Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng ai tiếp nhận Ngài, Ngài ban cho quyền để trở nên là con cái của Đức Chúa Trời. Những người được trở nên con của Chúa là một đặc ân rất là quan trọng. Quý vị là người, thứ nhất tôi muốn nói rằng khi chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời, chúng ta thay đổi địa vị. Địa vị gì? Có những nói ba má tôi nghèo, ba má tôi là người nông dân làm ruộng, ba má tôi là kỹ sư, bác sĩ. Tôi không cần biết trước đây ba mẹ của quý vị làm nghề gì, nghèo khó, giàu có như thế nào. Nhưng mà khi quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sau mình, quý vị có một người cha trên trời. Quý vị không còn nói là tôi nghèo nữa, gia đình tôi nghèo nữa. Amen không? Gia đình tôi thiếu thốn nữa, gia đình tôi gặp khó khăn này, tôi khó khăn khác. Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài đã tạo dựng nên cả vũ trụ này. Chúa Giêsu chúng ta là vua muôn vua, là Chúa các Chúa, là thần của mọi thần. Danh của Ngài mà mỗi đầu gối trên trời phải sắp mình trước danh của Ngài. Và chúng ta là con cái của Ngài. Một địa vị quan chuyển từ một người tầm thường sang những con người phi thường. Một địa vị quan chuyển từ con người sống trong đau khổ trở thành con người sống trong hạnh phúc. Những con người từ ở trong người khác coi thường, chà đạp dưới chân, trở thành những con người nổi tiếng. Tôi xin thưa với chúng ta, địa vị này chúng ta không tìm, nhưng mà tự nhiên có sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu. Amen. Chà, vỗ tay cảm ơn Chúa. Nhiều người không hiểu được lẽ thật này, cho nên tìm kiếm người nổi tiếng. Nãy tôi nói chuyện với cô Thủy. Tôi nói chuyện với cô Thủy là tôi, khi tôi đi giảng, đi này, đi nơi kia, có rất nhiều người rất là muốn gặp tôi. Và trong những lúc gặp đó, tôi thường thường nói chuyện qua, nói chuyện lại, và tôi thường bị phân tâm để không thể nào mà chú ý lại những gì Chúa muốn nói với mình. Cho nên tôi ít khi tránh đi. Và nhiều khi đến những con người mà họ gặp mình, họ khoe không à. À, cho nên tôi và không phải là tôi không yêu mến họ, không phải tôi không muốn gặp họ, nhưng mà tôi muốn gần Chúa nhiều hơn để biết Chúa muốn tôi làm gì trong thời gian đó, sau đó chuyện gì hãy tin. Và hồi nãy cô Thủy nói là gì? Đức Chúa Trời kết bạn thiết với những người nào kính sợ Ngài. Nào, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta biết chúng ta là con của Ngài, không phải chỉ là con của Ngài mà Chúa gọi chúng ta là bạn. Chúng ta kết bạn với Chúa, tự nhiên chúng ta nổi tiếng rồi. Amen không ạ? Chúng ta không cần ai kiếm chúng ta cả. Bởi vì người ta sẽ tìm chúng ta, chứ chúng ta không tìm ai hết. Để giải thích chúng ta, khi chúng ta kết bạn với Chúa, Chúa làm bạn với chúng ta. Địa vị chúng ta quán chuyển. Chúng ta ở bất cứ nơi nào, hang cùng ngõ hẻm. Khi mà Chúa muốn giấy chúng ta, Chúa muốn người ta tìm chúng ta đó, họ tới nơi, họ đào chúng ta, tìm cho chúng ta cho được, cho khi đến khi chúng ta gặp họ. Quý vị biết câu chuyện nào không? Joseph. Khi ông ở trong tù, tưởng tượng như cuộc đời mình không có gì hy vọng cả. Nhưng mà khi mà vua Pharaoh nằm một giấc mơ, và trong giấc mơ đó ông không hiểu được giấc mơ của mình, và ông tìm tất cả mọi người, cho đến khi mà ông nghe nói rằng Joseph là người có thể giải được giấc mơ bằng mọi giá, ông lôi cho được Joseph ra để gặp ông. Tôi xin thưa với chúng ta ngày hôm nay, đừng nhờ cậy nơi con người, đừng tìm kiếm nơi con người, hãy kết bạn với Chúa Giêsu. Có nhiều người tìm kiếm kết bạn nước ngoài,
Nhiều người tìm kiếm những người quan trọng. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn bước đi trong siêu nhiên, hãy kết bạn với Chúa. Hãy kết bạn với Chúa. Và đó là địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Quay qua người kế bên, địa vị anh chị đã thay đổi rồi. Cười lên, của tôi cũng đã đổi rồi. À, quay qua người bên, đã đổi đời rồi. À, khi chúng ta được trở thành con của Chúa, Chúa thay đổi địa vị của chúng ta. Và một trong những quá trình mà Chúa thay đổi chúng ta, mặc dù danh xưng chúng ta là con cái của Đức Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời có một cái quá trình để biến đổi chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng hãy ai tiếp nhận Ngài, ai tiếp nhận Ngài, đón nhận Ngài vào, thì Ngài ban cho cái quyền, để cái chữ quyền. Cái quyền này là cái quyền hợp pháp và đồng thời là cái quyền năng để mang lấy địa vị của con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống chúng ta, giây phút đó nó thay đổi cả số phận của chúng ta, nó thay đổi gia tộc của chúng ta, và nó thay đổi thế giới xung quanh chúng ta. Tôi luôn thường nói với tôi rằng tao rất nể ông nội của ông cố của tụi bay. À, bởi vì ông cố tụi bay là cái người đầu tiên tin Chúa nhất ở trong cái làng, và chung quanh đó mọi người đều thờ thần tượng cả. Và nhà của ông cố tụi bay là có ông bàn thờ ông tổ, và nếu mà không cúng ổng á, à, thì là gia đình con cái có chuyện. Khi ông cố của tụi bay tin Chúa, ông dẹp hết và chỉ tin một Chúa Giêsu thôi. Ở lúc đó ông xây chùa, nhưng mà từ đó trở đi ông xây nhà thờ. À, nào, bảo nói rằng nhìn ở gia tộc của mình, các con ngày hôm nay là bởi vì ông cố. Quý vị biết không, cái quyết định tin nhận Chúa Giêsu nó quan chuyển không phải cái hoàn cảnh của mình bệnh hết bệnh đâu. Cho nên nhiều người không hiểu chuyện này, chỉ chạy đến với Chúa Giêsu và nhờ một sự thành cầu nguyện hết bệnh rồi xong mất tiêu. Cái địa vị làm con của Đức Chúa Trời mới là quan trọng, và sống như một người con của Đức Chúa Trời mới là quan trọng. Và bởi vì như vậy, cái quyền trở nên con của Đức Chúa Trời làm cái quyền mà đời sống chúng ta được đổi mới. Thánh cho chúng ta biết rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó là một tạo vật mới. Tạo vật mới là gì? Ở trước cái đó đồ cũ, bây giờ cái đồ thành đồ mới rồi. Những sự cũ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Không phải một sự mà là mọi sự. Từ vợ, từ chồng, từ con, từ tiền, tất cả mọi sự đều trở nên mới. Hallelujah. Và do đó chúng ta phải khám phá địa vị chúng ta làm con cái của Chúa như thế nào. Cái quyền làm con của Chúa như thế nào. Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài, những người đánh cá, những người tầm thường không ai biết tiến đến, hãy theo ta, ta sẽ khiến cho người trở nên. Ta khiến, ta sẽ làm cho các người trở nên những tài đánh lưới người. Những con người tầm thường sẽ chết một cuộc đời tầm thường, sống cuộc đời tầm thường, nhưng mà trở thành những người theo Chúa Giêsu tin nơi Ngài thì trở thành những con người phi thường. Tại sao? Họ biết được cái địa vị của mình. Và để đi trong cái địa vị này, quý vị cần sự sức dầu. Rất là quan trọng sự sức dầu. Hầu vị Chúa không có sự sức dầu, cha mẹ không có sự sức dầu, con cái nổi loạn. Mình không sự sức dầu, chồng không sức dầu, vợ không sức dầu, tiếng Anh dùng chữ là goodbye my love, chia tay người yêu. Cho nên chúng ta phải luôn luôn là một người đầy dẫy sự sức dầu. Tại sao? Kinh Thánh cho chúng ta biết, Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong Sa-môn nhất đoạn 10, sau khi Sa-môn sức dầu cho tiên tri, Sa-môn sức dầu cho Sa-lơ làm vua và kêu ông đi vào tới một cái nơi, và tại đó ông gặp những tiên tri đang nhảy múa ca hát thờ phượng Chúa. Và Kinh Thánh chúng ta nghe sao mà nói gì không?
ngươi sẽ trở nên một con người khác. Nghe kỹ, ngươi sẽ trở nên một con người khác. Sau khi sự sức giàu và bước đi trong sự hiện diện của Chúa, thì Sao-lơ trở thành một con người khác. Ông nói tiên tri, mà tiên tri chỉ dành cho tiên tri được quyền phép nói thôi. Ông có thể nói tiên tri trong khi tất cả những người khác không ai nói tiên tri cả. Quay qua người kế bên, sau khi được sức giàu trở nên con người khác. Cho nên chúng ta cần sự sức giàu. Và sự sức giàu này Sao-lơ có ở đâu? Ông đi vào trong chỗ thờ phượng Chúa. Ông đi vào trong sự hiện diện của Chúa. Tại sao sự hiện diện của Chúa quan trọng? Chúng ta có sự sức giàu bởi nơi giống như một tiên tri, nhưng mà về không ở trong sự hiện diện Chúa, không thay đổi. Có tại sao nhiều người được sức giàu nã nằm nằm bầm, không về, không thay đổi? Tại sao vậy? Không tự tìm kiếm Chúa, chỉ nhờ một sư tìm kiếm Chúa giùm mình thôi. Quay người cơ bên, không có chuyện tìm kiếm Chúa giùm. Rồi nói cho quý vị nghe điều này nha. Giờ tôi thấy nóng lửa lên rồi đó. Tôi chỉ mặc con áo này thôi, thì nó không khỏi được nữa. Khi sự sức giàu Chúa đến và chúng ta bước vào trong sự hiện diện Chúa, thì vinh quang của Chúa tràn ngập trong chúng ta và giết đi con người cũ của chúng ta. Nhiều người theo Chúa rất là nhiều năm không hề thay đổi. Bởi sao? Con người xác thịt vẫn sống, vẫn nhờ sự sức giàu của người này, vẫn nhờ người kia cầu nguyện, vẫn nhờ người đó giúp đỡ, vẫn xin xỏ người này, vẫn nhờ cậy người kia. Cho nên cuộc đời họ không có gì khác biệt. Được sức giàu, khi chúng ta đến đây được sức giàu. Nhưng mà hãy bảo đảm khi trở về, hãy trở thành con người khác. Quay qua người bên, khi trở về hãy trở thành con người khác. Nghe đây, có rất nhiều mục sư rất là dễ thương, giống như mục sư Thành chúng ta tại đây. Ông thương nhiều quá, ông cứ ôm hoài, ông cứ đặt tay hoài, cho nên họ cứ kiếm ông hoài. Nhưng mà tôi nói chúng ta tại đây, nếu quý vị muốn chinh phục Cà Mau cho Chúa Giê-xu, quý vị phải là những người được sức giàu, quý vị phải vào trong sự hiện diện của Chúa, quý vị phải trở nên một con người khác. Cà Mau thuộc về quý vị khi quý vị trở nên con người khác. Cà Mau có sự được nổi tiếng, được gọi là Jerusalem của Việt Nam khi quý vị trở nên một con người khác. Điểm thứ hai mà khi chúng ta được trở nên làm con cái của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chu cấp mọi nhu cầu đời sống của chúng ta. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Khi chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý, đó là chúng ta không sống theo nhu cầu. Chúng ta không sống theo những nan đề. Chúng ta không sống theo dựa trên những khó khăn, những hoạn nạn. Chúng ta không sống theo những gì mắt mình thấy, mà chúng ta sống bằng cặp mắt thuộc linh. Đó tại sao trong văn đoạn 3, Chúa Giê-xu nói với Nicodem này thế này: nếu ngươi không được sanh lại, ngươi không thể thấy nước Đức Chúa Trời. Có nghĩa là con cái của Chúa, cái chuyện đầu tiên chúng đứa bé được sinh ra, đứa bé đầu tiên được sinh ra, nó phải thấy trước. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, một trong điều mà chúng ta cần sống đó là khả năng tập thấy. Tập thấy khi mà mình hết tiền, mình tin là lúc đó mình sẽ có tiền. Mà không phải mình chỉ có tiền không, mình còn có nhiều tiền. Đó là mắt thấy, mắt tâm linh thấy. Khi chúng ta mang lên một căn bệnh, bác sĩ nói căn bệnh này không có, căn bệnh này chết. Mắt thuộc thể thấy gì, mắt bác sĩ thấy gì mà chúng ta nói gì? Tôi sẽ sống và thuật lại sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi hội thánh mình đang gặp khó khăn, ôi sao mình lộn xộn quá. Cái người mà nói hội thánh mình lộn xộn đó là người nói theo mắt xác thịt thấy. Nhưng mà khi hội thánh lộn xộn, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời đang khuấy dậy hội thánh để gạn lọc hội thánh của Chúa.
Và Ngài muốn đem thêm nhiều người vào hội thánh. Đây là mắt tâm linh của chúng ta mở ra. Nào, những người nào mà mù mắt tâm linh là những người sống theo xác thịt. Và Kinh Thánh nói rằng những người sống theo xác thịt sẽ không thừa hưởng được nước Đức Chúa Trời. Hay không ạ? Có nghĩa là sự siêu nhiên này không bao giờ thuộc của họ. Sự cầu nguyện không trả không thuộc về họ. Cho nên đời sống thuộc linh của chúng ta cần phải được xây dựng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những con người siêu nhiên là những con người thấy bằng cặp mắt mà Chúa cho họ thấy. Tôi sẽ giải thích chúng ta thế này. Quan trọng cái sự thấy của chúng ta. Khi mà Lot và Abraham, các đầy tớ của họ có sự xung đột với nhau bởi vì dành chỗ mà để chăn chiên đó, thì Abraham nói với Lot thế này: bây giờ đó, bác cháu mình không có để chuyện này xảy ra làm xung đột không tốt. Thôi nếu cháu chọn bên trái thì bác chọn bên phải, nếu cháu chọn bên phải bác chọn bên trái. Lot đi theo Abraham trở nên rất giàu có, nhưng mà đi theo thầy biết bao lâu nhưng mà không hiểu được cái quy tắc thuộc linh. Có nhiều người đi theo một sư rất được ơn nhưng mà đời sống không thay đổi, tại mắt thuộc linh bị mù lòa. Tôi nói cái gì có giận thì gắng chịu. Khi Abraham kêu Lot chọn, Lot chọn cái gì? Lot chọn một cánh đồng rất là xanh tươi màu mỡ, kế bên là thành xoa. Kinh Thánh còn cho biết cái cánh đồng nó sung túc xanh tươi màu mỡ như vườn Ê-đen. Và ngay tức khắc Lot chọn cái đó đi. Sau khi Lot rời đi, và Kinh Thánh cũng kèm theo một câu nữa là kế bên đó là thành Sodom và Gomorrah. Không lâu sau đó, vua của bốn nước chiếm đi năm nước và ông bị bắt, tài sản mất hết. Abraham phải cứu. Và sau đó thành Sodom và Gomorrah, chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Abraham sau khi để cho Lot chọn cái phần tốt nhất thì điều gì xảy ra? Chúa nói: Abraham, ở đây. Tôi đã đến cái chỗ mà Abraham nhìn thấy. Bê-tên, chuyến đi Israel vừa rồi, một đỉnh cao trên này. Và Chúa nói: con hãy dương mắt đi. Mắt con nhìn thấy tới đâu, ta không chỉ cho con làm cơ nghiệp mà cho dòng dõi con đời đời. Quý vị biết không, mắt tâm linh của gì thấy đó, không phải quý vị nhận được cơ nghiệp không mà thôi, mà dòng dõi con cháu gì nhận được cơ nghiệp từ Đức Chúa Trời. Cho nên cái quyền làm con rất là quan trọng. Cái sự hiểu biết thuộc linh của chúng ta rất là quan trọng. Chúng ta có thể chứng minh Kinh Thánh, vô Kinh Thánh rất hay, nhưng mắt tâm linh chúng ta không mở ra đó thì quý vị vẫn như vậy thôi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng chăm sóc chúng ta, cái miếng đất mà của Abraham chọn nó khô cằn chẳng gì tốt đẹp hết, nhưng mà nó trở nên màu mỡ bởi vì Chúa ở với Abraham. Nhiều người không hiểu rằng tôi phải đi qua Mỹ, đi qua Úc là tôi mới được trở nên giàu có. Ngày hôm qua một sư Stephen nói là quỷ ở Việt Nam cũng như quỷ ở Úc hay Mỹ giống như chang chang thôi, cũng là quỷ thôi, chỗ nào cũng có nó đó. Họ nghĩ là nơi đó mình sẽ được phước, nhưng mà họ không biết là nơi đó là Sodom và Gomorrah. Cho nên khi mà chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cần phải mở mắt ra để Chúa cho mình nhìn thấy mỗi một nan đề là có một Đức Chúa Trời muốn chúng ta chinh phục. Cô là nơi đó là phép lạ. Mỗi biển đỏ là có phép lạ. Tất cả đều là phép lạ cả. Nếu chúng ta tuy nhiên hãy nhìn nan đề mình trong phép lạ. Còn không thôi, nan đề sẽ bóp chết quý vị. Đây là cách ma quỷ thường tấn công con dân của Chúa và tôi tớ của Chúa. Để chỉ nhìn thấy nan đề những khó khăn, chọn cái phần dễ dãi, chọn cái phần tốt lành mà không cầu hỏi ý Đức Chúa Trời. Trở thành con của Chúa, Ngài chu cấp cho chúng ta. Trong nơi khô hạn, trong nơi cằn cỗi, trong nơi bất cứ nơi nào, ngay cả đồng vắng, Chúa đủ quyền năng để cung cấp cho chúng ta trong sự siêu nhiên của Ngài. Hãy nhớ điều này. Quý vị đang gặp khó khăn tài chánh, có nghĩa là quý vị đang trong đồng vắng. Nhưng mà có thể ngày mai, không biết được, quý vị vào Canaan. Quý vị đang gặp khó khăn
kẻ thù tấn công mình, những tên khổng lồ trước mặt mình. Nếu quý vị để cho nó hù dọa mình giống như Sao-lơ, quý vị núp, không dám ra đối diện. Nhưng nếu mắt thuộc linh quý vị sáng, quý vị nhìn tên Gô-đác này, ta không cần biết mày giỏi bao nhiêu, mày tài năng cái nào, đánh trận bao lâu, một cú thôi. Đức nhân cần học làm sao để trở thành nhà vô địch cho Chúa Giêsu. Amen. Quay qua người của mình, hãy trở thành nhà vô địch cho Chúa Giêsu. Chúa luôn luôn trao cấp cho quý vị. Tôi hầu vì Chúa không dựa trên cái lương của tôi. Tôi hầu vì Chúa bởi vì cha tôi kêu. Và cha tôi kêu đi đâu thì nhiệm vụ ông phải trả tiền. Nhiệm vụ ông trả tiền. Và thậm chí là tôi muốn đi đâu ông cũng trả tiền luôn. Tôi muốn đi Do Thái, tôi muốn đi chỗ nào đó, tôi muốn đi trả tiền. Cho nên đời sống chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta hãy biết rằng Chúa là đấng chu cấp thức ăn, nước uống cho chúng ta, chu cấp cả áo mặc cho chúng ta. À, áo mới theo. À, chúng ta là con của Chúa. Chúa Giêsu nói được Ngài chăm sóc cho chúng ta, chim như chim trên trời Ngài chăm sóc được, hoa ngoài đồng Ngài chăm sóc được. Còn chúng ta há cho là Ngài không chăm sóc sao? Chúng ta là cha mẹ, chúng ta muốn đồ mua đồ tốt, đồ hiệu cho con cái mình, không lẽ Đức Chúa Trời cho chúng ta đồ cũ sao? Ma quỷ luôn luôn lừa dối chúng ta, nghĩ rằng Đức Chúa Trời đấng keo kiệt, nó luôn luôn gieo cho chúng ta đó là Đức Chúa Trời không cho mày đâu, mày không xứng đáng. Chúng ta biết tại vì chúng ta không xứng đáng nên Đức Chúa Trời ban Chúa Giêsu cho chúng ta không? Nếu ta xứng đáng Chúa đâu, Đức Chúa Trời đâu ban Chúa Giêsu cho chúng ta đâu. Khi chúng ta còn là người có tội, Chúa Giêsu vì chúng ta mà chưa chết. Nếu trời không tiếc ban Chúa Giêsu cho chúng ta để chết thay tội lỗi chúng ta, Ngài còn tiếc gì cho chúng ta nữa? Ngài đấng được dùng danh xưng là đấng ban cho không xiết kể, Ngài không tính toán đâu. Có chúng ta tính toán với Ngài thôi, chứ Ngài không tính toán. Cho nên địa vị làm con của Chúa, chúng ta được Ngài chu cấp cho mọi nhu cầu trong đời sống của mình. Kế tiếp là chúng ta thứ ba, đó là Chúa là đấng bảo vệ chúng ta. Dù tôi đi qua thung lũng bóng chết, tôi chẳng sợ tai họa nào vì Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Chúng ta nên nhớ rằng những cái hoạn nạn, những thử thách đó, Chúa muốn luyện tập chúng ta đức tin. Bởi vì khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống của mình, ngay giây phút đó người công bình sống bởi đức tin. Bất cứ điều gì xảy ra trên đời sống chúng ta không sống theo mắt thấy mà chúng ta sống bởi đức tin. Cho nên đức tin cần phải được kích hoạt khi nan đề xảy đến. Đức tin của quý vị bao nhiêu thì quyết định nan đề quý vị ở dưới chân quý vị hay là gì dưới nan đề. Nếu đức tin quý vị dưới nan đề, có nghĩa là nan đề sẽ tiếp tục dồi dập quý vị. Khi mà người đàn bà bệnh xuất huyết, bà bị chảy máu, mất tất cả sức lực của mình, nhưng bà biết Chúa Giêsu đi đến đi đó và Ngài quyết định đi theo, và bà muốn chen vào, chỉ chạm đến vạt áo của Ngài thôi, điều gì đã xảy ra? Hãy tưởng tượng một người đàn bà yếu đuối, đám đông thì rất là đông, nhiều người chen lẫn với nhau, nhưng mà nhất quyết rằng tôi chỉ cần đụng nước giặt áo Chúa, và nói thầm trong miệng rằng tôi chỉ cần đụng giặt áo Chúa, tôi chỉ cần đụng giặt áo Chúa tôi được lành, tôi cần đụng nước giặt áo Chúa tôi được lành. Ai cản, ai xô qua, bà không quan tâm. Cho nên nghệ thuật đi theo Chúa để thấy phép lạ đó là nắm lấy Chúa, nhìn vào Chúa, nhìn Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của mình. Ai nói gì, ai làm gì không quan trọng, chúng ta phải nắm lấy Chúa cho đến khi chúng ta được bứt phá. Và nắm lúc vừa nắm lấy vật áo của Chúa thì ngay tức khắc máu cầm lại đi. Và bà Chúa Giêsu thấy được quyền năng ra từ Ngài, thoát ra khỏi Ngài. Chúa Giêsu hỏi ai đã rời chạm đến ta? À, người ta nói là đám đông đông quá đụng thầy mà. Hiểu lầm rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu hiểu được có một quyền năng ra từ Ngài. Nào chúng ta, để chúng ta hiểu được rằng Chúa Giêsu khi mà Ngài thi hành chức vụ thì quyền năng Đức Chúa Trời ở trong Ngài. Cho nên khi quyền năng nó thoát ra, Chúa Giêsu hiểu được.
Những ai mà hầu Chúa mà đi cầu nguyện mà chữa lành này đó, sau khi mà chúng ta cầu nguyện xong rồi đó, nguyên ngày đó chúng ta đuối rã nằm. Là sao gì? Quyền năng của Chúa ở trong chúng ta đã được tuôn đổ ra cho những người khác. Cho nên Chúa sẽ biết được cái quyền năng của Ngài đến mức độ mà cái đức tin của bà chạm đến. Nào, Chúa Giê-xu không có ý định chữa lành cho bà, nhưng đức tin của bà đã chữa lành bà. Ngày hôm nay tôi không biết nan đề của vị là gì, khó khăn của vị là gì, gia đình của vị là gì, tài chính của vị là gì. Nếu ngày hôm nay quý vị chỉ nhắm một điều, tôi đến đây để nắm lấy vạt áo của Chúa, thì tất cả mọi sự sẽ đổ thay. Đừng tìm mục sư đặt tay. Quý vị tại chỗ quý vị tìm kiếm Chúa, quý vị gặp Chúa rồi quý vị thay đổi. Mặc Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những con người mà Chúa kể họ là đức tin là bởi vì đức tin sắc son, đức tin duy nhất không để hoàn cảnh lung lay. Ma quỷ thường chơi game với chúng ta bằng cái trí của chúng ta. Nhiều người thất bại bởi vì hôm nay tin, ngày mai không tin, ngày mốt tin, rồi cái ngày kia không tin. Đi nhà thờ tin, gặp một sư tin, về nhà cũng mất đức tin. Đó, hôm nay thay đổi đi, quay vô cái bên thay đổi đi. Thay đổi đi. Cho nên khi mà chúng ta hướng về Chúa, chúng ta sẽ thấy được năng quyền của Chúa trên đời sống của mình. Cái kế tiếp mà chúng ta sẽ được nói đến, ngoài việc Chúa bảo vệ chúng ta, Ngài hứa Ngài sẽ bảo vệ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Tôi nói thật quý vị nha, nếu chúng ta tin nơi Chúa, chúng ta sẽ không sợ chuyện gì xảy ra cho mình, không sợ điều gì xảy ra con cái của mình. Nếu gì tin. Có nhiều người chúng ta sống trong sợ hãi quá nhiều. Theo như những nhà khoa học họ tính lại, con người chúng ta sợ đó, tổng cộng khoảng 2.000 cái sợ. Từ sợ chó, sợ mèo, sợ gà, sợ vịt, sợ gián, sợ dế, sợ gì đó. Có người sợ, người sợ chồng mình bỏ mình, người sợ vợ mình có tình đẹp quá đẹp, có người đưa cua. Có nhiều đủ thứ sợ hết trơn á. Nhưng mà Kinh Thánh đồng thời cho chúng ta biết trong suốt quyển Thánh có 365 chữ chớ sợ. Có nghĩa là mỗi ngày chúng tôi nói rằng, con ơi, đừng sợ, chớ sợ. Chúng sợ đủ thứ hết. Nhưng bởi vì chúng ta là con cái của trời, địa vị làm con của trời, không sợ. Amen. Rồi. Nào, ngoài cái việc mà không sợ ra, cái điểm kế tiếp mà tôi muốn nói cho chúng ta thế này. Máy tôi tự nhiên đứng rồi. Ok. Để Chúa nói đi. Chúa là đấng sắm sẵn tương lai cho chúng ta. Kinh Thánh Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11 như thế này. Xin chiếu chúng tôi. Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11. Bản thánh mà tôi thường đọc nói thế này. Phải chắc chắn ta có một chương trình dành cho con. Chương trình bình an không phải tai họa. Chương trình cho các con một tương lai đầy hy vọng. Bất cứ người cha, người mẹ nào luôn luôn nghĩ đến tương lai của con cái mình. Và Đức Chúa Trời cũng giống như vậy. Và tương lai Ngài dành cho chúng ta không phải là tai họa, mà tương lai đầy hy vọng. Những tai họa xảy ra trong đời sống chúng ta dường như là cái khó khăn trong đời sống chúng ta. Nhưng là bất cứ tai họa nào xảy ra chúng ta, tại cái tai họa Chúa muốn sức dầu cho chúng ta. Để ý Thi Thiên 23, dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa gì, vì Chúa ở cùng tôi. Cái câu kế tiếp gì? Ngài sức dầu cho đầu tôi. Tai họa là chỗ Chúa sức dầu. Quay qua người bên, tai họa là chỗ Chúa sức dầu. Amen. Ai muốn được Chúa sức dầu đâu giơ tay lên. Xin Chúa ban cho quý vị tai họa. Thú thật quý vị, tôi không còn ngạc nhiên tai họa đâu. Bởi vì tôi biết mỗi lần điều đến này, Chúa đưa tôi lên một bước cao hơn. Hãy nắm lấy điều này. Bởi vì sao?
Tại sao chúng ta vượt qua tai họa? Tại sao chúng ta vượt qua thung lũng muốn chết? Vì Chúa ở cùng tôi. Quan trọng con cái Chúa, chúng ta hiểu ai ở với mình. Cho nên lắm khi chúng ta nhờ người này ở với tôi, nhờ người kia ở với tôi, nhờ người nọ giúp đỡ tôi. Chúng ta hãy biết là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này, Ngài là cha chúng ta, Ngài ở cùng chúng ta. Và ngay cả Ngài không muốn chúng ta phải lo lắng. Đó là Ngài sai Chúa Giêsu xuống thế gian này. Và Chúa Giêsu được gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. À, bởi vì Chúa ở cùng chúng ta, không cần biết cái chỗ chúng ta ở chỗ nào, Ngài luôn có cách để đem chúng ta lên. Làm hại chúng ta, thật sự ra Chúa dùng người làm hại chúng ta để ban phước cho chúng ta. À, Joseph các anh mình làm hại, thảy vào trong tù, ở thảy vào làm nô lệ, mặc áo nô lệ, áo đẹp bị mất, bây giờ phải mặc áo của một người nô lệ. À, nhưng mà điều gì xảy ra? Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Trời ở cùng Joseph, Ngài khiến cho công việc của tay ông được thành lợi luôn. Đến nỗi mà vua ông nổi và Potiphar quyết định chọn Joseph làm tổng quản gia của nhà mình. Không phải tổng quản gia mà công việc làm ăn không mà thôi, luôn ở trong nhà ông nữa. Ông nói người lo tất cả mọi sự cho ta, trừ cái việc ăn uống thôi. Ngầu không? Ngày hôm nay chưa bao giờ tìm được tổng quản gia cỡ này nha. CEO không có chuyện làm ở công ty đâu, không chuyện làm ở nhà đâu. Nhưng mà bởi vì Chúa ở với Joseph, vợ Potiphar tìm cách hãm hại Joseph, muốn ngủ Joseph, Joseph bỏ chạy. Bởi vì Joseph kính sợ Chúa. Chúng ta muốn được sự sức giàu trong hoạn nạn, cái sự kính sợ Chúa phải luôn luôn đứng hàng đầu. Khi mà vợ Potiphar cám dỗ ông bỏ chạy, bà lấy cái áo của ông. À, ông vô trong tù. Trong tù, Kinh Thánh cũng nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng Joseph. Chúng ta nhớ không? Đến nỗi khi mà ông cai tù, thấy rằng Joseph ở trong tù, Chúa ở với ông, giao trong coi với người tù kia luôn. Cho nên con cai của Chúa, chúng ta ở bất cứ nơi nào, dù thấp nhất, mà nếu Chúa ở cùng chúng ta đứng đầu trong chỗ đó. Bởi vì Chúa nói, con được sinh ra làm con cái đời đời, cái con ở hàng đầu, không hàng đuôi, ở trên cao, dưới thấp. Cà Mau dưới thấp, nhưng nếu gì biết cách quy trở hàng đầu. Quan trọng Chúa có ở với mình hay không. Đừng nương cậy nơi con người, đừng tiếp sự giúp đỡ con người, đừng tìm mối quan hệ con người. Ngày hôm nay con người ta sống tìm mối quan hệ, chúng ta tìm mối quan hệ với cha của chúng ta. Quý vị biết không, khi Joseph ở trong tù, ông vua Pharaoh nằm giấc mơ không giải được. Ông được biết là Joseph là người thế giới giấc mơ, mời Joseph vào trong tù. Joseph, cái khó khăn của vua Pharaoh, nguyên cả quốc gia không giải được. Đối với Joseph, những người ở với Đức Chúa Trời, những người làm bạn Đức Chúa Trời, những người kính sợ Đức Chúa Trời là những người giải quyết nan đề cho người khác. Quay qua người bên, anh chị đừng tìm tôi giải quyết nan đề nha. À, ngày hôm nay xin thưa với tất cả quý vị ở tại Cà Mau, đặc biệt người Cà Mau, những người có mặt tại đây, tôi đang bỏ thật là nhiều tiền và phước hạnh cho quý vị đó. Lời Chúa quý giá hơn cả vạn đồng tiền vàng. Sau khi Joseph giải giấc mơ cho vua Pharaoh, ông còn chỉ cho Solomon biết làm sao để mà thoát khỏi cái hoạn nạn này. Nói vua phải tìm người nào khôn ngoan để mà có thể mà chuẩn bị cho 7 năm thịnh vượng, dành cho 7 năm hạn hán. Vua Pharaoh nói tất cả quần thần, chúng ta tìm đâu, làm sao tìm được một người có thần Đức Chúa Trời ở giống như người này. Ngay lập tức ông chọn Joseph làm tể tướng của Ai Cập, chỉ trong một gặp mặt, một cuộc gặp gỡ thôi. Tôi nói thật với quý vị nghe, tôi đã từng trải nghiệm điều này. Đừng có tìm mối quan hệ. Khi Chúa cho chúng ta đến gặp một người nào đó, tự nhiên chúng ta nổi tiếng rồi. Vì tôi nổi tiếng Cà Mau rồi. Cảm ơn Chúa. Cho nên vua Pharaoh quyết định chọn Joseph làm tể tướng của Ai Cập. Tưởng tượng một vị vua cai trị cả một quốc gia, chỉ trong một tích tắc quyết định cho một người lần đầu tiên mà gặp. Quý vị có ai làm chuyện này không? Nếu không phải là Đức Chúa Trời.
Cho nên Ngài là đấng ở với chúng ta và đồng thời đấng nâng chúng ta lên. Giới chúng tôi trong một đoạn kinh thánh tại đây, Thi Thiên 139. Câu thứ 17 và câu thứ 18. Thi Thiên 139 câu 17 18, nghe kỹ câu này. Những ai thấy số phận của mình hẩm hiu, những ai thấy cuộc đời của mình chẳng có gì là tốt đẹp, những ai thấy mà sao mình cứ thất bại hoài, nghe câu thánh này. Lại Đức Chúa Trời, các tư tưởng của Chúa thật quý báu cho tôi thay. Cái điều mà Chúa nghĩ về quý vị, cái điều mà Chúa dành cho quý vị, thứ nhất là nó quý báu. Số lượng của chúng lớn biết bao, ngoài cái việc quý báu, cái tiếp là nó nhiều, nó thật là to lớn, thật là vĩ đại. Câu cái tiếp là gì? Nếu tôi đếm các tư tưởng ấy thì chúng nhiều hơn cát. Quý vị không biết cha của mình, nếu quý vị biết cha của mình, quý vị không bươn chảy tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia. Daniel nói thế này: ai biết Đức Chúa Trời của mình sẽ làm những công việc vĩ đại lớn lao. Paulo nói rằng tôi coi mọi sự mà điều mà ông đạt được trước đây, coi mọi sự là lỗ, nhưng sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là điều quý giá hơn hết. Chúng ta muốn biết tư tưởng của Đức Chúa Trời, những điều lớn lao, những điều vĩ đại, những số nhiều mà Ngài dành cho quý vị đó, thì hãy biết Chúa. Hãy biết Chúa, đừng biết Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh đi. Để mà đặc biệt quý vị là mục sư đây, hãy soạn Kinh Thánh giảng người ta đó. Nhưng hãy biết Chúa cho mình. Đức Chúa Trời có thể khiến một người tầm thường trở nên một người vĩ đại. Bởi vì đó là chuyên môn của Ngài. Ngài có khiến một người nào đó vĩ đại hạ xuống trong một đêm, chuyện đương nhiên. Hãy nhìn xem những người xung quanh của mình, chúng ta sẽ thấy. Hãy nhìn những người vĩ đại trong thánh, chúng ta học được bài học. Nếu chúng ta hỏi David khi ông ta còn là người chăn chiên: David ơi, tôi nói tiên tri cho anh nha, và tôi nói trước cho anh biết, tôi nghĩ anh mai mốt anh chắc chắn là một người rất là mạnh mẽ. Anh sẽ chỉ cần một phát một thôi, anh sẽ giết một tên khổng lồ mà cả nước không ai dám đấu. David nói vậy: làm ơn đừng nói chơi. Nhưng mà thật sự chỉ một cú thôi. Cô đã kinh nghiệm chiến trận bao nhiêu năm đối với David. Chúng ta nói David, một mai đó anh sẽ làm vua của Israel. Ông sẽ nói rất nhiều người chúng ta thế này đó: ba tôi làm farm, ba tôi là chăn chiên, tôi chăn chiên. Chuyện đó không có. Chúng ta nói rằng David, anh sẽ là một vị vua nổi tiếng. Ngàn đời sau sẽ nhiều người nhắc tên anh, nhiều người đặt tên anh là David, đặt tên cho con của họ, đặt tên chính họ là David. Chúng ta nói không. Đức Chúa Trời có những tư tưởng Ngài dành cho chúng ta, và tư tưởng của Ngài dành cho chúng ta, thứ nhất là quý giá, thứ hai là to lớn, và thứ ba nhiều vô số. Thế nên hãy gần Chúa, hãy biết Chúa để Ngài chỉ cho chúng ta ý muốn của Ngài cho cuộc đời của mình. Điểm kế tiếp mà tôi muốn nói chúng ta đó là Ngài bò cho chúng ta một cái sức lực siêu nhiên, một quyền năng siêu nhiên. Tại sao tôi phải đưa chúng ta cái là bước đi trong siêu nhiên? Bởi vì nó thuộc về chúng ta. Nhiều năm trước, một số năm về trước, tôi đọc trên báo một câu chuyện. Câu chuyện về một người, một cái trường học đó, và chọn lựa một người chơi bóng rổ cho trường của mình. Nào, nếu ai hiểu biết được ở Mỹ, thì ở Mỹ có một cái điều đó là những trường nào mà có những đội bóng rổ nổi tiếng, hay là gọi đánh baseball đó, những đội đó sẽ là cái trường đó sẽ nổi tiếng và có nhiều học sinh đi học. Cho nên ông hiệu trưởng chọn một người huấn luyện viên nổi tiếng để mà cho cái trường này.
Và một ngày kia bắt đầu ngày khai mạc trường, sau đó ông huấn luyện viên chọn những thí sinh mà chơi đấu bóng rổ và kêu lên đứng một hàng để cho cả trường hoan nghênh và giới thiệu đây là những cầu thủ bóng rổ của trường. Ông hiệu trưởng, ông nhìn vào những đứa học sinh mà sẽ được chọn đi đấu bóng rổ, ông nhìn hết đứa này đứa kia. Ông thấy cái đứa to to, cái đứa ốm ốm, cái đứa cao, cái đứa vừa vừa. Nhưng ông để ý có một đứa nhỏ và ốm và thấp. Ông mới hỏi ông huấn luyện viên rằng, huấn luyện viên, mấy người khác, tôi tin nơi cái chuyên môn của ông, mấy người khác, tôi hiểu được ông chọn ai, tôi hiểu. Nhưng mà tôi xin hỏi ông, tại sao ông chọn cái đứa bé nó nhỏ xíu vậy nè, nó ốm vậy nè. Giờ nó rất yếu. Ông huấn luyện viên mới nói thế này, hiệu trưởng, ông hãy coi đây. Ông mở cái hồ sơ ra về những học sinh thi đó. Ông mở hồ sơ ra, trong hồ sơ đó, chúng ta biết gì không? Tên học sinh này, nó nè, tên nó nè. Hiệu trưởng xin làm ơn nhìn vào hồ sơ lý lịch của nó. Hãy nhìn vào ba của nó là ai? Cha của nó là cầu thủ bóng rổ đã từng chiếm được nhiều cái huy chương cho trường. Ông nhìn cha của nó bao cao. Ông nhìn đến mẹ của nó. Mẹ của nó cũng là một nhà thể thao. Và hãy xem cái cô này, bà mẹ của nó bao cao. Cái đứa bé này ngày hôm nay nó nhỏ, cô nó ốm, nhưng mà nó có cái gen của ba, ADN của ba nó. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình, chúng ta trở thành con cái Đức Chúa Trời. Chúng ta có gen của Đức Chúa Trời. Đó là tại sao chúng ta có thể làm những công việc siêu nhiên. Câu thánh trong Ê-sô đoạn 3 câu 20. Hồi nãy nói gì? Anh nói gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta. Chúa tác động trong chúng ta. Tại sao Chúa tác động chúng ta? Xin mời bốn người lên đây giùm tôi. Bốn người nam giùm, xin bốn người nam nhanh lên giùm. Ok. Em đứng đây nha. Em đứng. Ok, quay mặt bên này. Đây. Ok đây. Ok. Rồi, hai người đứng ở dưới nha. Con người ta, chúng ta sống mà phổ thông dựa trên cái này. Cái này là cái xác. Cái này là cái hồn. Chưa khi tin Chúa, chúng ta, phần linh hồn chúng ta chết, phần tâm hồn chúng ta chết. Nhưng mà chúng ta có phần xác và phần hồn. Phần hồn chúng ta, bởi vì phần tâm linh chúng ta chết, cho nên phần hồn chúng ta bị ô uế. Chúng ta suy nghĩ điều gì, chúng ta muốn điều gì, thì cái điều đầu tiên là cái hồn này kêu này làm. Cái hồn này kêu muốn ăn ngon thì anh này lái xe chạy đi ăn. Cái hồn này mà nó thấy cô gái nào đẹp đi dê thì đi dê. Cái hồn này mà nếu là người nữ đó, thấy hột son đẹp đi mua, hay là kiếm anh chàng nhà giàu nào để có hột son, để có bóp đẹp. Bởi sao cái phần hồn này bị ô uế, bị hụt hẫng? Lý do tại sao hụt hẫng? Bởi vì phần tâm linh không có. Cho nên những quyết định của con người ta dựa trên cái mắt là thấy nè. Và nó dẫn đến phần hồn và cái gì thấy, mê và lấy. Mắt thấy, lòng dậy. Cho nên khi mà cái phần hồn này đó mà bị ai nói nặng, nói nhẹ, giận. Nó nói nặng, nói nhẹ, nghe, lỗ tai nghe. Mắt thấy người đó cư xử mình. Anh chàng này bị tổn thương. Và khi anh chàng này tổn thương thì một điều xảy ra là gì? Giận quá, chỉ cái miệng, kêu cái miệng, đưa tay lên miệng, kêu nó nói, chửi. Chửi nó đi, chửi nó đi, chửi đi. Thấy không? Bên kia cũng bị vậy, chửi lại. Thấy không? Bắt đầu cái gì? Đánh nó đi, đây lấy tay, đánh, nắm tay nó, xuống tay nó, đánh nó đi. Ồ. Đánh nhẹ quá vậy? Chưa ăn cơm hả? Cái phần hồn thôi thích cho cái phần xác để hành động. Và khi đánh người ta thì vô tù, đúng không ạ? Phần này đó, ba má nghèo không có tiền,
Rồi muốn có tiền làm gì? Rủ tiền, sắm điện thoại mới, sắm xe mới, rủ làm gì? Cờ bạc. Làm thì càng tham lam, càng cờ bạc thì càng nghèo, gia đình càng đổ vỡ, mọi thứ mất tiêu hết. Rồi trộm cắp, rồi vô tù, giết người, đủ thứ vì tại phần này. Nhưng mà sợ gì cái tên này làm như vậy là có tên này sao? Tên này là Satan. Quý vị không? À, nói nhỏ lô tai nó, đánh nó đi, chửi nó đi, lấy cắp nó đi, ăn cắp nó đi. Anh này xui. Chúng ta hiểu không ạ? À? Đúng không ạ? À? Cho nên cuộc đời chúng ta đau khổ, gặp những cái này điều kia. Tại vì sao? Cái anh này không biết Chúa. Cái anh này luôn luôn bên cạnh. Và mỗi lần nói về Chúa, bịt tai lại. Bịt tai lại không cho nghe. Bịt mắt lại không cho thấy. À, chúng ta thấy không? Cho nên cái người này không thể nào tiếp nhận Chúa Giêsu được. Nó cản trở. Giờ mời một sư thành đến nè. Một sư cầm quyển thánh là tôi không mời một sư làm quỷ dương đâu, đừng lo. Ok. Rồi, một sư đứng đây, các em lui lại chút xíu này, lui lại chút xíu này. Một sư đứng giảng cho người này. Rồi, một sư đuổi tất cả những cái linh nào cản trở. À, không được chấp không cho nó, hãy cho nó mở lòng với tin Chúa. Trong danh Jesus Christ, hãy mở lòng ra và tiếp nhận Chúa. Và khi tiếp nhận Chúa thì tà linh nó sẽ lui ra. Ok, rồi bây giờ bắt đầu cái video. Ok, cái này là được sinh lại. Đây là phần tâm linh. Này đúng rồi, lúc này nó là em bé mới sinh. Thấy chưa? Cho nên khi em bé nó mới sinh thì bắt đầu điều gì? Mắt được mở ra. À, bắt đầu mắt tâm linh được mở ra. À, thấy ồ, theo Chúa phước hạnh quá. À, theo Chúa vui quá, hội thánh vui quá. Ồ, thấy chuyện này chuyện kia vui quá. À, nhưng mà cái cơ tinh quỷ này là bắt đầu lại trở lại. À, thấy không? Ông mục sư như vậy đó không? Bà mục sư như vậy đó không? Ông đã chấp sự như vậy mà chị cho thấy. Ờ, chị mắt mẹ mắt cho thấy. Ờ, mở mắt cho thấy. Ờ, nó cho thấy nó. Ờ, nó cho thấy đó. À, thấy không? Ờ, theo Chúa không có tiền đi chủ nhật, đi làm chủ nhật có tiền nhiều hơn không? Cho nên nó sẽ theo. Đúng chưa? À, và lúc này cái gì? Tại sao vậy? Tại không theo, tại vì anh này bị đói nè. Không được nuôi. Thấy không? Bây giờ một sư bắt đầu dạy cái thánh đi. À, đưa thánh ra, mở ra dạy cái thánh. Nè, con đọc cái thánh đi. À, nhưng nếu ai ở trong Đấng Christ, nấy là được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. À, con phải đọc kinh thánh. À, con phải cầu nguyện. À, bắt đầu ngày lớn lên. À, lớn lên. À, cứ mỗi ngày đọc kinh thánh, mỗi ngày cầu nguyện lớn lên. Nhưng mà ngày kia, tên kia cứ lâu nữa, lâu kéo nó, chị đó. À, ông đừng đọc kinh thánh. Bạn bè vui hơn. À, đi ăn chơi vui hơn. Cái này liền nó lặng lặng. Quý vị hiểu chưa? À, cho nên cái nhiệm vụ của cái người mục sư, người mà dạy dỗ nè, khám phá biết mình là ai. Mình là con cái của Đức Chúa Trời. Mấy cái này là rơm rác, mấy cái này tầm thường. Mỗi lần mà nó bịt mắt mình lại, nhân danh Chúa đi ra khỏi ta, bắt đầu nói, anh này bắt đầu chỉ lên. Đó, bắt đầu ra. Nào, tôi giải thích cho chúng ta cái điều quan trọng hơn cái chuyện anh này nữa đó. Nè, mời sư Philip bên đây. Bữa nay chúng ta sẽ coi phim. Okay. Không dám mời sư Khánh Giám. Ok. Kinh Thánh cho chúng ta biết là khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống chúng ta đó, thì Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng của chúng ta. À, ôm lòng. Nào, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta được kết hợp với Ngài, là một với Ngài. Ôm dính chặt lại. Nào, đó là tại sao Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đấng ở trong chúng ta lớn hơn các thần trong thế gian. Cho nên bởi vì sự vĩ đại không phải anh chàng này,
không phải anh chàng này, nhưng mà tâm linh chúng ta kết hợp với Đấng Christ, chúng ta trở nên một với Ngài, bắt đầu ôm sát lại nhau, à, trở thành một. Chúng ta trở thành một với Ngài, và khi chúng ta trở thành một của Ngài rồi đó, thì Đức Chúa Trời bởi quyền năng tác động trong chúng ta. Không phải chúng ta làm nữa, mà Thánh Linh của Chúa làm trong chúng ta. Tôi làm được mọi sự nhờ Chúa thêm sức cho tôi. Hallelujah! Cho nên bắt đầu lúc này, cho buông tay xuống nha. À, bắt đầu người này đi giảng tin lành. Thần của Chúa tác động, nói ra người ta tin. Khi mà người này muốn đặt tay cho người đau, một sư mà có chuyện đau thôi, trời coi đây. Ông dạy cho người ta chữa lành thôi, giờ ông đang đau. Thì quyền năng của Thánh Linh Chúa tác động, miệng nhân danh Chúa Giêsu, tay đặt lên, thì quyền năng của Chúa khai phóng, người đó được lành. Khi mà người này nói, khi mà theo Chúa, kết hợp với Chúa là một, đọc Kinh Thánh, không còn nói bậy nữa, không còn chửi thề nữa, không còn phàn nàn nữa, không còn nói xấu người khác nữa, thì Chúa nói nếu có người lìa sự hèn thì ngươi sẽ trở nên môi miệng của ta. Người này nói cái gì chuyện đó xảy ra. Cho nên người này nói cũng siêu nhiên mà làm cũng siêu nhiên. Hallelujah. Amen. Không? Cảm ơn diễn giả của chúng ta, những diễn viên của chúng ta, đặc biệt là mục sư Huỳnh Bá Thành. Không có đóng vai mà trong cái script là cái viết là ông không có đọc đó, nên là ông diễn ngược. Chúng ta thấy phước hạnh không ạ? Cho nên khi mà con người của chúng ta ở tại đây được Thánh Linh của Chúa dẫn dắt chúng ta, được Chúa chỉ dạy chúng ta, sự hiểu biết chúng ta thay đổi, chúng ta không suy nghĩ như một người nghèo, chúng ta không suy nghĩ như bệnh tật, chúng ta không suy nghĩ như người thiếu thốn, chúng ta không suy nghĩ như sợ hãi, bởi vì chúng ta tin Đấng ở trong chúng ta. Chúng ta tin chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời, là người bất khả xâm phạm. Ồ, tôi xin thưa với tất cả con cái Chúa, quý tôi tớ của Chúa, hãy khám phá mình là ai trong Đấng Christ. Có những điều quan trọng cho đời sống chúng ta, có nhiều người ngày hôm nay rất là bận rộn trên mạng xã hội, coi trên Facebook, coi tin tức này, tin tức kia. Cái đó không phải là xấu, nhưng mà chúng ta quá dành thời gian để biết những thông tin, nhưng mà trừ biết Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết Chúa, chúng ta mới biết chúng ta. Tôi đọc cho chúng ta một câu thánh thế này. Phi-e-rơ nhì đoạn 1. Ở đây không có đồng hồ cho nên tôi giảng thoải mái quá. Đoạn 1 câu 3 cho đi. Ok. Bởi thần năng có không? Quyền phép Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng Lý Vinh Hiển. Tôi xin đọc bằng khác đi, bằng này thì nó không ấy. Ok, tôi bằng bản dịch mới. Bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống tin kính qua sự nhận biết Ngài, là Đấng kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Chúa gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài, và Ngài bởi quyền năng của Ngài giúp cho chúng ta sống một đời sống nhận biết Chúa. Câu 4, qua những điều này, Ngài đã ban cho chúng ta những điều hứa lớn lao, quý báu. Bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi dục vọng hư hoại của thế gian này và được dự phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Câu này nói đến điều gì? Câu này nói đến Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng. Cái chữ dự phần nó không có đúng nghĩa lắm. Và chúng ta được mang lấy bản tánh của Đức Chúa Trời, trở nên giống Ngài. Và chúng ta càng trở nên giống Ngài thì chúng ta càng trở nên mức độ siêu nhiên cao hơn. Tôi là người không thích nóng, cho nên khi đi đây đó mà trời thức nóng, tôi không có khó chịu. Cho nên một lần kia tôi đi qua Mã Lai và tôi giảng ở Mã Lai, thì một cái chuyện xảy ra đó là trời nóng quá nóng, và tôi đứng chờ ở trạm xe bus, đứng chờ ở đây là mồ hôi tôi đổ xuống và ướt dưới đường.
tôi nói Chúa ơi con học với Chúa nhưng mà nóng quá con chịu không nổi. Tôi chỉ nói một câu thôi. Quý vị biết không? Từ lần đó trở đi, mỗi lần tôi đến Mã Lai đó, thứ nhất là tôi đến đó buổi sáng hay là buổi trưa, chiều đó trời mưa. Còn thôi, mưa trước một ngày. Chúng ta biết Mã Lai là cái xứ mùa hè nóng. Mưa trước một ngày. Rồi Chúa cũng biết điều này đó. Tôi đi Hà Nội, đi Sài Gòn, đi miền Trung, luôn luôn thời tiết Chúa giữ tôi mức độ nóng vừa phải. Và thậm chí từ đó trở đi về sau này, tôi không còn đón xe bus nữa, xe không ai lãnh chở tôi. Khi những buổi nhóm trong hội thánh mà tổ chức bắt tem ở ngoài mà trời mưa, cầu nguyện trời dân mưa vừa xong, bước ra leo xe trời mưa. Quý vị phải biết rằng chúng ta được sinh ra cho sự siêu nhiên. Cho sự siêu nhiên. Có một đấng vĩ đại ở trong chúng ta, đấng đó hơn bất cứ tổng thống nước Mỹ nào. Đấng đó ở cùng chúng ta, không ai nghịch cùng chúng ta cả. Đấng đó ở cùng chúng ta, không bao giờ thiếu cả. Khi chúng ta khám phá đời sống này, thì có người tầm thường quý vị, có nhất quý vị sẽ trở nên hàng ngàn. Người mà bị chê bai nhất quý vị sẽ trở thành người nổi tiếng. Bởi sao? Bởi đấng mà chúng ta tin. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện. Cho bài ban thờ phượng lên. Shalabaku labashi shalababa. Shalababaku labakasha labababa. Hãy cầu nguyện với Chúa trong giờ này. Chúa tha thứ cho con. Bởi vậy lâu nay con thiếu sự tin cậy nơi Ngài. Hãy nói với Chúa là Chúa ơi con biết Ngài nhiều hơn. Hãy nói Chúa rằng Chúa ơi mấy lâu nay con đã tìm kiếm những gì mà tầm thường. Nhưng hôm nay con muốn tìm kiếm Ngài. Con muốn đặt đức tin nơi Ngài, muốn phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Anh nói Chúa hãy kéo con gần Chúa. Anh nói Chúa ơi, con biết Ngài nhiều hơn. Anh nói Chúa con phó thác cuộc đời con cho Chúa, xin Ngài sử dụng con. Anh nói Chúa, thưa ông bà chị em, quý vị thà là một người tầm thường ở trong tay của Đức Chúa Trời hơn là một người vĩ đại mà không thuộc về Ngài. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.